Đây tối nay này có mặt ở phố cổ Hà Nội nha. Đây là cái đường Hàng Nón và một bên là Hàng Thiết, và ngay cái ngã ba Hàng Nón với Hàng Thiết rất là nhiều các hàng quán, và buổi tối đa phần là ẩm thực. Và chúng ta thấy là có miếng lương rồi cái gì mà bún chả số 1 Hàng Mành, rồi Hàng Thiết, rồi cái gì ngan cháy tỏi. Ngan cháy tỏi là một trong những cái món mà rất là đặc sắc. Hôm nay thì có lẽ là mình đi vào để mình thử nghiệm về cái món cháy tỏi này thôi. Thấy có khá nhiều những cái người Tây cũng ăn cái món này. Đây Hàng Mành, phố cổ về đêm. Đây là Hàng Nón nha. Phố cổ thì không có sợ đói, đồ ăn rất là nhiều. Ngan cháy tỏi, ngan có lẽ là cái con vịt á, người Việt Nam thì gọi là thịt vịt. Thì đây chúng ta thấy là ngã ba ha, đường phố thì nhỏ thôi, bên kia thì cũng có ngan cháy tỏi. Người Hà Nội ăn đêm. Đấy, một thiếu nữ rồi một cái cặp thanh niên. Đó, có một cái anh này rất là ngầu nha, chạy xe và chở chó, dẫn chó chạy theo. Ồ, rất là đáng thương, dễ thương. Đây món ngan cháy tỏi. Ở đây là món gì? Ngan xào sả ớt. Ngan xào sả ớt và món ngan cháy tỏi. Các món đều ngon hết. Cái cách ướp của người ta rất là đặc biệt. Có thể nói rằng mình ăn cảm thấy nó không có khô, mà nó họ ướp rất là đều. Và cái vị ngọt, vị thơm, ăn một miếng rồi là muốn ăn miếng nữa. Đây là cái điều mà mình thấy cái dĩa là mình cũng ngán thiệt á. Nhưng mà có điều đây là như giống như cái bàn này, một phần của chanh nè. Nhưng mà họ ướp nó đậm đà lắm. Khi mà mình ăn mình cảm thấy nó có vị ngọt, vị mặn vừa phải. Và nó rất là vừa cái miệng của mình. Đó mà nó là thơm nữa. Cũng không phải là quá nhiều gia vị. Tại vì cháy tỏi cho nên chúng ta thấy là tỏi thì hơi nhiều thôi. Nhưng mà ăn nó không phải là mình cảm thấy nó bị đặc dụng lắm. Đó. Mà ăn một miếng á, nhiều quá ăn miếng nữa. Nó rất là thơm. Ở đây cũng vậy nữa. Đây là xả. Đó, đây là xả đây. Không sợ nhưng mà làm ớt. Nhưng mà có ớt ở trên đang tí. Xả. Xả thì ăn rất là ngon. Có thể nói rằng là họ ướp cũng rất là vừa. Quá ngon. Nếu mà mình nói là đặc biệt á, có thể nói là cái vị gọi là ngan cháy tỏi này rất là đặc biệt. Ăn một lần phải trở lại, ăn một lần phải muốn ăn nữa. Không biết là ở trong Sài Gòn hay là nhiều tỉnh thành khác có bán cái món này hay không, mà nếu bán thì người ta có làm giống như vậy hay không thì đây là không biết. Bên cạnh đó người ta còn cho tặng thêm là một cái tô. Em cái tô này là nó chính liền với cái này hả? Món này hả? Nó come together. Phải không? Dạ. Rồi là cái canh. Cái này cũng vậy nè. Cái này là cái gì? Cái hũ này là cái gì ạ? Măng măng ngâm á. Hả? Măng ngâm, rồi đây là bún. Cho thầy kèm theo để mà ăn. Hai người mà ăn hai dĩa này là không nổi đó. Không bả luôn á. Ok. Đây khu phố cổ. Phế tích của nhà xưa. Đây là phố Lãng Ông. Đây đường phố cổ nha. Đây mấy cái ngõ nhỏ, có những ngôi nhà ở phía bên trong. À cái ngõ vào thôi. Đây cái ngõ nhỏ vào. Công ty Đông Y Dược có ngõ nhỏ vậy thôi, đi vào bên trong chắc có lẽ là bị lệnh. Ngõ 34 33, mấy hộ trong đó cô? 5 hộ. Quá, wow, 5 gia đình đó, 5 căn ở trong đó hả? Mình đi vào đó được không? Thôi thôi cảm ơn.
Tà Hiền là đi thẳng thôi không? Ông về ở đây à? Qua quán bia Tà Hiền nằm đâu? Bia hơi. Vâng, cảm ơn. Chè. Nếu mà không kịp thì nhờ khách đi ấy đi. Thịt chè 4 mùa nhá, hàng cân nhá. Đây phố Tạ Hiền nha quý vị. Phố Tạ Hiền rất là tuyệt vời. Vâng. Và hôm nay chúng ta đang đi đến phố Tạ Hiền. 1, 3. Oh yeah. Bạn đang thấy là một cái chiếc xe hình như là giữ trật tự tới những cái người hàng quán bắt đầu dọn dẹp. Có lẽ hình như là một cái chiếc xe đó, hàng quán bắt đầu kéo vào. Rất là vui một cảnh tượng của Hà Nội. Đây có lẽ là di dời tí vào. Mặc dù là phố cổ, ẩm thực bán đường phố nhưng mà vẫn phải giữ trật tự. Đó, chúng ta thấy là xe công an. Đây xe công an tới, hàng quán bắt đầu dọn dẹp, dời vào tí để vừa trả lại cái lòng lề đường. Đấy, trả lại lòng lề đường nha. Đấy, tuyệt vời. Chào các nhà mọi người. Vâng, thấy rồi, thấy rồi. Dạ. Đây, hồi nãy chúng ta thấy bây giờ là dọn dẹp sạch ngay, dọn trả là lòng lề đường liền. Và hàng quán đứng lên. Mua lít về up.
này người ta mới sẽ rất là vui, cảnh tượng nhộn nhịp, bởi vì ai cũng muốn ngồi ngoài đường phố cho nó rộng rãi. Đấy, đấy, ban bàn ra. Đấy, rất là vui. Một cảnh tượng rất là vui. Cảnh tượng cực kỳ vui. Phải nói là người ta buôn bán và làm ăn thì người ta phải cần. Đây, phố đêm đi. Phố đêm đèn mờ răng răng. Phố đêm này đêm mà không có phố. Cái này là bánh, đây là xôi cút đó bà. Bà bán là nguyên ngày luôn hả? Hay là ai làm cái này ở nhà ai nấu? Ở nhà ai nấu? Em làm lấy đi chứ. Ồ vậy hả? Bà bán bao nhiêu mà bao nhiêu năm rồi? 40 năm rồi. 40 năm rồi hả? 70 mà bán ở đây 40 năm rồi. Bán có mỗi cái xôi cút này thôi đó hả? Ồ, mua được mấy cái nhà rồi. Hả? À? Con cháu được mấy đứa bây giờ nó làm nó là bác sĩ hết rồi phải không? Không. Nhưng mà nó nhờ là cái xôi cút này đấy, cái mâm xôi cút này mà nó bây giờ nó thành người hết rồi đúng không? Đúng rồi. Và quá tốt nha, chúc bà sức khỏe nha. Có thấy nhau ạ?